Minh Nhật Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ ba ngày 9 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Đinh Mão, tháng Bính Thìn năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Mão Quang, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh Lư Trung Hỏa, ngày Đinh Mão tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Lư Trung Hỏa, kỵ tuổi Tân Dậu, Quý Dậu, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành mộc cục, xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn và Nhâm Tý. Và các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức hợp tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức hợp tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao Yếu In hay còn gọi là sao Thiên Quý tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Lại xấu mọi việc, sao Nguyệt Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao Câu Trận kỵ về an táng, sao Nguyệt Kiến chuyện sát kỵ về khởi công, động thổ, sao Độc Hỏa kỵ đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 9 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi thứ ba ngày 9 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới cho thấy cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu gây trở ngại, nhắc nhở con giáp tuổi Tý nhớ cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình, nếu không bạn sẽ vô tình phạm lỗi với người lớn đấy. Nhất là những câu bông đùa chỉ nên nói với người ngang hàng thôi bạn nhé. Nhờ có thiên ấn nâng đỡ mà con giáp tuổi Tý trở nên sáng tạo hơn. Trước khi chỉ ra bất cứ vấn đề nào ngày hôm nay, hãy nghĩ đến những giải pháp tiềm năng. Bạn có thể trở thành một nhân vật quan trọng nếu như bạn tránh được việc chỉ trích, soi mói, đánh giá đấy. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có góc nhìn mới về một người khác, từ đó bạn trở thành một người thấu hiểu hơn, biết cách giữ mối quan hệ hài hòa hơn, hạn chế được việc đánh giá vấn đề quá chủ quan. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, bạn đang trở nên quá tự tin vào bản thân. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, hãy tìm hiểu gốc rễ vấn đề của mình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, vượt qua khó khăn ở hiện tại bạn sẽ trưởng thành. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, cân nhắc hơn trong cách lựa chọn để diễn đạt. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, có thêm sự mới mẻ thú vị thu hút bạn. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 34, số 78. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Vâng,
Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 9 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Người tuổi Sửu bước sang ngày mới được thực thần chiếu mệnh, sẽ có những tin tích cực ở phương diện tài lộc. Tử vi hàng ngày cho thấy, việc kinh doanh buôn bán khá hanh thông, tiền bạc liên tục đổ về túi. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, tình hình tài chính được cải thiện tài khiến tuổi Sửu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Với người làm công việc cố định, ngày này bạn cũng dễ dàng giải quyết những khó khăn đang vấp phải, khiến cho đồng nghiệp và cấp trên cũng phải ngạc nhiên về hiệu quả làm việc của mình. Con giáp này có tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình nên khó khăn cũng không chùn bước. Mộc khắc thổ lại khiến tình cảm gặp chút rắc rối bởi cả hai đều quá coi trọng công việc, ít dành thời gian cho nhau. Vậy thì Sửu hãy tranh thủ ngày cuối tuần để hẹn hò và hâm nóng mối quan hệ với người ấy đi thôi. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, việc kinh doanh buôn bán hanh thông. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, tiền bạc đổ về túi, tài chính được đảm bảo. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, dễ dàng giải quyết những khó khăn đang vấp phải. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, có tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tình cảm gặp rắc rối do ít dành thời gian cho nhau. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 16, số 99. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Mùi, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 9 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy tam hội cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần, báo hiệu bản mệnh được quý nhân che chở trong việc tìm ra con đường phát triển của mình trong tương lai. Nhờ vậy, bạn càng thêm tự tin về lựa chọn của bản thân. Con giáp này dần hiểu được điều mình muốn là gì, cũng biết thế mạnh của mình nằm ở đâu. Nhờ đó mà Dần đã hoạch định được tương lai cho bản thân với những kế hoạch đầy tính khả thi. Bạn chỉ cần làm theo kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu như mong đợi. Trong vấn đề tình cảm, dù thời gian này khá bận rộn cho những kế hoạch cá nhân, song những chú hổ vẫn cố gắng dành thời gian để chăm lo cho mối quan hệ của mình. Nhờ vậy, giữa bạn và nửa kia hạn chế được rất nhiều hiểu lầm không đáng có, tình cảm rất ổn định. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, quý nhân che chở, tìm ra đường phát triển phù hợp. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, càng thêm tự tin về lựa chọn của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, biết thế mạnh của mình nằm ở đâu. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, làm theo kế hoạch là có thể đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tình cảm lứa đôi ổn định, ít hiểu lầm xảy ra. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 12, số 86. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mão, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 9 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Được thiên ấn nhập mệnh, tuổi Mão đạt được những bước tiến mới trong tiến trình sự nghiệp của mình. Ngày này bạn càng mạnh dạn thể hiện thì càng dễ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Đừng bao giờ che giấu tài năng của mình khi đó là cách để bạn đạt được điều mình muốn. Dù đang có lợi thế hơn người, Mão cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn. Hãy cố gắng học hỏi và trau dồi thêm kiến thức để ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai. Đồng thời, thái độ khiêm tốn cũng giúp bạn tránh việc đụng độ kẻ xấu bụng ghen ăn tức ở. Trái với công việc, vận trình tình cảm của tuổi này có phần sa sút.
Khi xảy ra tranh chấp, tuổi Mão nên kiệm lời nếu không có thể nói ra những lời không hay làm tổn thương nửa kia. Nếu cứ nóng giận rồi chút sự tức giận lên người ấy, thì mối quan hệ của bạn và đối phương sẽ dần trở nên xa cách. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đạt bước tiến mới trong tiến trình sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, càng mạnh dạn thể hiện càng dễ được cất nhắc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, đừng bao giờ che giấu tài năng của mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi có lợi thế. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vận trình tình cảm có phần sa sút. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 27, số 87. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, tím. Quý nhân phù trợ, Mùi, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Ngày Mão Thìn tương hại, tuổi Thìn dường như đang thiếu sự tỉnh táo trong công việc, đánh mất sáng suốt thường ngày. Bạn nên nhìn nhận sự việc một cách lý trí hơn, tránh để cảm xúc lấn át. Tin tưởng người khác quá mức sẽ khiến bạn vướng vào sai sót không đáng có. Ngày này, vận khí của Thìn còn tiềm ẩn họa tiểu nhân hãm hại, gây không ít cản trở cho bước tiến trước mắt của bạn. Mọi việc đã không được suôn sẻ nay lại bị kẻ xấu quấy phá nên càng khó khăn nhiều hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây sẽ là thời điểm thử thách bản lĩnh xoay chuyển tình thế của bạn ra sao. Không chỉ vậy, ngũ hành xung khắc cũng cho thấy đường tình duyên của con giáp này có phần sa sút. Mâu thuẫn và tranh cãi liên tiếp khiến tình cảm lứa đôi ngày càng rạn nứt. Điều đáng nói là cũng không ai chịu nhún nhường để giải quyết vấn đề này. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, thiếu sự tỉnh táo, đánh mất sáng suốt trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, nên nhìn nhận sự việc một cách lý trí hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, chớ nên tin tưởng người khác quá mức. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, vận khí tiềm ẩn họa tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, đường tình duyên có phần sa sút. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 31, số 70. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, trắng. Quý nhân phù trợ, Dần, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Kiếp tài giáng họa, vận trình ngày mới của người tuổi Tỵ phải đối mặt với họa hao tài đang kéo đến. Con giáp này có nguy cơ thất thoát tiền bạc khá lớn. Nguyên nhân đến từ cả khách quan lẫn chủ quan, tiền mồ hôi nước mắt kiếm về khó giữ được trong tay. Ngày này nếu không kiềm chế được nhu cầu của bản thân, người tuổi Tỵ rất dễ tiêu xài hoang phí, mua những thứ không thực sự cần thiết, nên tiền bạc cứ thế mà đội nón ra đi là điều dễ hiểu. Nếu chỉ biết hưởng thụ thì có thể sẽ đến lúc con giáp này phải vay mượn khắp nơi. Mộc sinh hỏa, bù lại, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang trong những tháng ngày lãng mạn và ngọt ngào vô cùng. Đào hoa vượng cũng sẽ giúp người độc thân có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Hãy dùng tình cảm chân thành của mình để đổi lấy tình yêu. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, đối mặt với họa hao tài đang kéo đến. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tiền mồ hôi nước mắt khó giữ được trong tay. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, cần kiềm chế nhu cầu cá nhân, hạn chế mua sắm. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, mối quan hệ lứa đôi lãng mạn và ngọt ngào vô cùng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, người độc thân có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số
số 15, số 77. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Ngày mới chịu tác động từ cục diện ngũ hành, Mão Ngọ tương phá. Người tuổi Ngọ được nhắc nhở nên chú ý tới những hạng mục công việc còn dang dở của mình, tập trung giải quyết cho gọn gàng, hạn chế lo chuyện bao đồng. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh dễ gặp phải thị phi, lời ra tiếng vào từ người khác. Đặc biệt, bạn nên tránh những cuộc cãi vã hay tránh nói những lời dễ gây hiểu lầm, thậm chí có thể khơi mào một cuộc xích mích không đáng có. Dù có người chủ động gây hấn, đừng để bản thân bị cuốn theo chỉ vì muốn thể hiện cái tôi của mình. Ngũ hành tương sinh, bù đắp cho người cầm tinh Ngọ một ngày tình cảm bình ổn, ít rắc rối hay cãi vã. Cả hai đều dành sự tôn trọng cho đối phương, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào cũng đều tham khảo ý kiến của người kia. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nên tập trung làm xong công việc còn dang dở. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, dễ gặp phải thị phi, lời ra tiếng vào từ người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, nên tránh những cuộc cãi vã với người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, tránh nói lời dễ gây hiểu lầm kéo gây xích mích. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tình cảm bình ổn, ít rắc rối hay cãi vã. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 22, số 71. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, da cam. Quý nhân phù trợ, Thân, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Được tam hợp thái tuế trợ mệnh, dự báo hôm nay sẽ là một ngày nhiều may mắn cát lành với người tuổi Mùi. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện những dự án còn dang dở. Điều bạn cần nhất bây giờ là sự tự tin cũng như một chút mạo hiểm để xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc trong tương lai. Cát khí trong hôm nay cũng cho thấy vận tài lộc của con giáp này tăng tiến bất ngờ, mang đến nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là những người buôn bán kinh doanh sẽ vô cùng hanh thông thuận lợi, tìm được hướng đầu tư phát triển mới, thu về nhiều tiền bạc hơn. Vận trình tình cảm khá bình ổn, mặc dù đôi khi vẫn còn có chút bất đồng trong quan điểm, suy nghĩ, nhưng quan trọng là cả hai đều có sự cảm thông, thấu hiểu đối phương và biết cách chăm lo gia đình. Khi cả hai cùng cố gắng dung hòa thì mối quan hệ tình cảm mới có thể bền vững. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, bắt tay vào thực hiện những dự án còn dang dở. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, cần duy trì sự tự tin, thêm một chút mạo hiểm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, vận tài lộc tăng tiến bất ngờ, nguồn thu rủng rỉnh. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, tìm được hướng đầu tư phát triển mới. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, tình cảm bình ổn nhờ có sự cảm thông. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 14, số 80. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, xám, trắng. Quý nhân phù trợ, Mão, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Xem tử vi cho thấy, vận trình tài lộc của người tuổi Thân trong ngày thứ 3 này đang trên đà tăng tiến khi được chính tài hậu thuẫn. Con giáp này rất biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng những lợi thế của mình để biến nó thành cơ hội, thu tiền về đầy tay là điều đương nhiên. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này gặp chút rắc rối do ngũ hành xung khắc. Các cặp đôi không tìm được tiếng nói chung khi có xung đột xảy ra.
bạn nên dành thời gian để tâm sự, chia sẻ với đối phương nhiều hơn để kéo gần khoảng cách giữa hai người. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính nam phía ngoài của nhà kho và cửa phòng thai phụ. Do đó, bạn không nên lui tới, di chuyển hoặc sửa chữa những nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Lưu ý, ngày này khi xuất hành đi xa, bản mệnh nên xuất hành theo những hướng tốt như hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây để gia tăng sự may mắn và gặt hái nhiều thành công. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, vận trình tài lộc đang trên đà tăng tiến. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, biết cách kiếm tiền, khéo tận dụng lợi thế. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, biến lợi thế thành cơ hội để thu tiền về tay. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, tình cảm gặp rắc rối do không có tiếng nói chung. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, nên dành thời gian để tâm sự, chia sẻ với nửa kia. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 30, số 76. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng kim, trắng. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung, ý ngọ mão Dậu gây trở ngại, người tuổi Dậu phải đối mặt với những nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Không khí gia đình căng thẳng, vợ chồng lục đục vì không kiểm soát được cảm xúc khiến cho đối phương bị tổn thương. Xây dựng tình yêu thì khó chứ phá vỡ thì rất dễ, người tuổi Dậu đừng để cái tôi của mình khiến tình cảm đi đến bờ vực đổ vỡ. Nếu để lỡ mất người mình yêu thương trong lúc nóng giận thì bạn sẽ thấy rất hối hận đấy. Hãy cố lấy lại bình tĩnh và trò chuyện rõ ràng với đối phương. Bù lại, thiên tài xuất hiện cho thấy bản mệnh có cơ hội kiếm tiền trong chớp mắt. Thu nhập chủ yếu đến từ những việc làm thêm, việc tay trái. Với năng lực của mình, tuổi Dậu hoàn toàn có thể làm tốt mọi việc và kiếm tiền bạc về tay nhanh chóng. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, đối mặt với những nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, không khí gia đình căng thẳng, vợ chồng lục đục. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, nên kiểm soát cảm xúc, tránh gây tổn thương cho nửa kia. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, đừng để cái tôi của mình khiến tình cảm đổ vỡ. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, có cơ hội kiếm tiền nhanh chóng, thu nhập tăng tiến. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 27, số 74. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, y. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem vận trình ngày mới cho thấy, người tuổi Tuất chịu ảnh hưởng của thương quan tác động nên tinh thần làm việc có phần uể oải, thiếu sự tập trung. Nếu không sớm chấn chỉnh, bạn có thể sẽ bị cấp trên khiển trách vì làm ảnh hưởng tới cả tiến độ chung của tập thể. Cũng trong hôm nay, bản mệnh nên chú ý trong mọi phương diện xã giao, giữ các mối quan hệ của mình luôn trong tầm kiểm soát để tránh gặp phải những xung đột ngoài ý muốn. Tâm trạng con giáp này không ổn nên hành xử có chút tùy tiện, dễ mắc phải sai lầm và gây ra hậu quả khó lường. Vận tình duyên đi xuống vì ngũ hành tương xung, người độc thân vẫn còn nhiều trắc trở trong quá trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Trong khi đó, người đã có đôi thì gặp khúc mắc, tranh cãi vì bất đồng nhưng không tìm được tiếng nói chung. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, tinh thần làm việc uể oải, thiếu tập trung. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, có thể sẽ bị cấp trên khiển trách. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nên chú ý trong mọi phương diện xã giao. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, hành xử có chút tùy tiện, dễ mắc phải sai lầm.
Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, vận tình duyên đi xuống, nhiều trắc trở. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 16, số 78. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, xám. Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Xem tử vi ngày mới cho thấy, nhờ tam hợp hỗ trợ cho vận trình, người tuổi Hợi làm nghề tự do, buôn bán, kinh doanh sẽ có một ngày nhiều thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Nhìn chung mọi việc đang tốt dần lên, bạn cũng nhận được những lời đề nghị làm ăn, hợp tác cùng phát triển. Với người làm công ăn lương, bản mệnh được cả các thần chính quan nhập mệnh nên vận trình chẳng có gì phải lo lắng. Ngày này bạn phát huy năng lực khá tốt, đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và được đánh giá cao. Ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng phải thể hiện sự nể phục với bạn. Vận trình tình cảm không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, bản mệnh cần quan tâm hơn nữa tới người ấy của mình nhé. Đừng suốt ngày lấy lý do bận rộn làm cớ. Cố gắng cân bằng cả công việc và tình cảm, bạn sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, kinh doanh buôn bán thuận lợi, hàng hóa trôi chảy. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nhận được những lời đề nghị hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, phát huy tốt năng lực cá nhân trong công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo, được đánh giá cao. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, vận trình tình cảm không có gì đáng ngại. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 36, số 78. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Thân, Tỵ. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.